Ok, bạn thấy là quá đẹp, quá tuyệt vời, 10 điểm luôn. Mười điểm, mười điểm. Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Chúng ta hãy bắt đầu vào vẽ hệ mặt trời nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ có những dòng lệnh cơ bản của HTML. Chúng ta có thể dùng viêm tắt là dấu chấm than này. Tơ, chúng ta sẽ đổi ở đây là hệ mặt trời. Refresh thì chúng ta đã có một trang hệ mặt trời trống trơn. Chúng ta sẽ vẽ các deep. Đầu tiên đấy là một deep solar system này. Nói là hệ mặt trời như chúng ta chỉ vẽ có 3 hành tinh ở trong đấy thôi. Tiếp đến là deep class sun. Tiếp đến là deep earth. Và cuối cùng là Deep Moon ở trong Deep Earth của chúng ta. Ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ căn chỉnh setup. Chúng ta sẽ thêm thẻ style trong Heat. Chúng ta sẽ cho hệ mặt trời của chúng ta màu đen đã. Background color Black. Refresh, chúng ta đã có một vũ trụ rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm một số dòng lệnh set liên quan đến margin, display, vân vân. Chúng ta sẽ cho hệ mặt trời ở trung tâm, tất cả các object center hết. Tiếp đến là class solar system, chúng ta sẽ cũng căn chỉnh một chút về vị trí, độ cao, độ dài và animation. Chưa có gì thay đổi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cấu hình cho class sun. Chúng ta sẽ cho vật thể này dài 100, cao 100 pixel và background color là màu vàng. Chúng ta cùng refresh. Đây, chúng ta đã có mặt trời rồi. Nhưng mặt trời này là hình vuông. Đơn giản thì chúng ta sẽ thêm đoạn CSS sau. Border radius 50%. Lưu. Refresh. Chúng ta đã có mặt trời hình tròn rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm một số CSS râu ria để căn chỉnh. Ok, mặt trời của chúng ta đã là trung tâm của hệ mặt trời rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ căn chỉnh CSS cho class Earth. Chúng ta sẽ cho trái đất nhỏ hơn mặt trời. Tầm chiều cao và chiều dài sẽ là 60 pixel. Background color là màu xanh và cũng radius 50% để thành hình tròn. Chúng ta cùng lưu lại và refresh. Đây, chúng ta đã có trái đất đây rồi. Chúng ta cũng cùng căn chỉnh một chút về top left transform và animation. Ok, chúng ta đã cho trái đất nằm lên trên mặt trời rồi. Các bạn đừng lo lắng, sau khi code xong thì các bạn sẽ thấy mặt trời và trái đất nằm cách xa nhau thôi. Tiếp đến thì class moon của chúng ta. Chúng ta cho moon nhỏ hơn 20 pixel và có màu xám. Một số căn chỉnh cần thiết. Chúng ta cùng refresh. Đây, mặt trăng của chúng ta đây. Bây giờ ba tiểu hành tinh này đang nằm chồng lên nhau. Chúng ta sẽ thêm thuộc tính keyframe để cho nó chạy. Đầu tiên đấy là keyframe rotate. Chúng ta sẽ cho quay 360 độ thể thao. Ok, chúng ta cùng xem thay đổi. Chưa có thay đổi gì vì chúng ta chưa áp dụng cho các vật thể của chúng ta. Chúng ta sẽ thêm keyframe orbit earth. Thì orbit earth này chúng ta đã gắn vào đây, animation đây. Chúng ta sẽ cùng lưu lại và xem. Đây, mặt
Trái đất của chúng ta đã quay mặt trời rồi, và mặt trăng của chúng ta đang nằm trên trái đất. Bây giờ chúng ta sẽ cho keyframe của mặt trăng nữa là xong. Tương tự như keyframe orbit Earth thì keyframe orbit moon của chúng ta cũng như thế thôi. Chúng ta cùng refresh. Đây, mặt trăng đã quay quanh trái đất và trái đất đã quay quanh mặt trời. Còn mặt trời của chúng ta là trung tâm nên chúng ta cho đứng im thôi. Tiếp đến, để cho hệ mặt trời của chúng ta đẹp hơn thì chúng ta sẽ cho mặt trời phát sáng nhé. Thì chúng ta sẽ cho thêm keyframe glow. Keyframe này cũng đã được add vào trong class sun từ trước. Đây, glow đây, chúng ta sẽ cùng xem. Đấy, mặt trời của chúng ta đã sáng rồi. À, chúng ta sẽ không cần rotate sun ở đây nữa. Xóa đi. Ok. Các bạn thấy là quá đẹp, quá tuyệt vời. 10 điểm luôn. Mời đến, mời đến. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.